Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam 7 ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân 2016. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới quý vị khán giả. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự an lành và may mắn. Thưa quý vị, đi lễ chùa cầu bình an hay là tham gia vào các lễ hội đầu năm đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử với đặc trưng là văn minh lúa nước thì lễ hội ở Việt Nam đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng chủ đạo. Lễ hội giống như một bảo tàng sống mang những nét đặc trưng của cả đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của mỗi cộng đồng, dân tộc và của những vùng miền khác nhau. Và với người Việt Nam thì dù ở trong hay ngoài nước thì vẫn luôn hướng về những nét đẹp văn hóa truyền thống, luôn mong muốn được hòa mình trong những lễ hội xuân vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, những năm trở lại đây thì do sự thiếu hiểu biết hoặc lệch lạc trong văn hóa, tín ngưỡng và tâm linh thì nhiều lễ hội đã bộc lộ những mặt trái, mặt tiêu cực. Trong chương trình Việt Nam 7 ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân, chúng tôi muốn cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về những nét đẹp văn hóa của lễ hội ở Việt Nam và làm thế nào để gìn giữ những nét đẹp truyền thống của lễ hội, nâng cao ý thức cho người dân cũng như tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội một cách văn minh, tiết kiệm. Cùng bình luận với chúng tôi về vấn đề này, xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay là Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Trước hết thì cảm ơn ông đã tới tham dự với chương trình chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ trong một năm, trong đó thì đa phần diễn ra vào thời điểm sau Tết Nguyên đán. Qua hàng ngàn năm thì nhiều lễ hội văn hóa lịch sử vẫn còn lưu giữ và vẫn còn nguyên được những giá trị với thế hệ cho ngày hôm nay. Trong đó thì quy mô lớn nhất phải kể tới lễ hội Yên Tử ở Quảng Ninh, trung bình thu hút khoảng 1,5 triệu khách. Lễ hội Đền Hùng ở Phú Thọ đón trung bình khoảng 4 triệu khách. Lễ hội Chùa Hương 1,4 triệu khách. Trong số khoảng 7.966 lễ hội thì gần 90% là lễ hội dân gian, còn lại là các lễ hội tôn giáo, lịch sử và lễ hội du nhập từ nước ngoài. Tính theo số lượng này thì trung bình một ngày ở Việt Nam có khoảng 21 lễ hội. Theo thống kê thì các lễ hội ở Việt Nam chủ yếu diễn ra vào mùa xuân và mùa thu, là mùa của thảnh thơi nông nhàn. Với người Việt thì lễ hội là sự tổng hợp của nhiều giá trị văn hóa truyền thống, từ nghi thức diễn sướng dân gian, âm nhạc dân tộc, ẩm thực đến các trò chơi độc đáo mang dấu ấn đặc trưng của mỗi vùng miền. Vâng, thưa Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, con số 8.000 lễ hội mỗi năm, ông có đánh giá như thế nào về con số này ạ? Tôi thấy là nếu mà nhìn vào con số thì mọi người bảo sao lễ hội lắm thế? Thế nhưng thực sự thì lễ hội ở Việt Nam là 8.000 con số, đấy là gần 90%. Là lễ hội dân gian. Và lễ hội dân gian thì người dân thấy cái gì thích ứng với xã hội thì người dân mở hội. Còn những làng quê mà không mở hội thì thôi, vẫn là bình thường. Ví dụ như lễ hội xung đồng thì các bản làng người Tây phải mở. Nhưng hiện giờ thì số lượng lễ hội mở ra cũng không phải là nhiều. Cho nên là người dân thấy cái lễ hội nào đặc sắc, lễ hội nào thích ứng với xã hội cuộc sống hiện đại thì lúc đó người ta mở hội. Thì tôi nghĩ chuyện đấy là một chuyện bình thường. Dạ vâng, theo ông thì đâu là những cái hình ảnh mà có thể nói là đẹp nhất, có ý nghĩa quan trọng nhất của lễ hội ở Việt Nam? Vào lễ hội Việt Nam, đúng như các bạn vừa nói, như một bảo tàng sống và thực sự nó lưu giữ được giá trị lịch sử. Trước hết ta đến một cái lễ hội, ta cảm thấy như hào hùng, không khí hào hùng của những chiến thắng đã dồn về. Ví dụ như lễ hội Đền Gióng hoặc là lễ hội Đống Đa, hoặc là ta lên lễ hội Vạn Kiếp thì ta thấy như những trận chiến trên sông diễn ra như thế nào, vân vân, rất nhiều lễ hội lịch sử như thế. Ngay các lễ hội dân gian thì chúng ta cũng thấy cả cái giá trị lịch sử, từ cái lịch sử nông nghiệp ra sao cho đến vấn đề phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng mặt trời, tất cả những cái tầng lớp đấy, nó đa tầng đa lớp đó, nó ẩn chứa trong giá trị lịch sử. Và nổi bật hơn cả, lễ hội là giá trị thẩm mỹ và giá trị nhân văn. Tất cả các lễ hội đều hướng một chủ đích giáo dục cho người dân về một cái ý niệm, về một biểu tượng nào đó, về một thông điệp nào đó. Đó là tính đoàn kết, tính cộng đồng, lòng yêu nước, rồi tôn thờ tổ tiên, vân vân. Tất cả các cái giá trị đó như gần như sống lại, nhưng lại sống lại bằng những cái hình thức nghệ thuật, bằng những hình thức diễn sướng, bằng những trò chơi dân gian và cả ẩm thực nữa. Nhưng tất cả những cái thành tố đó đều được thăng hoa, đều mang cái giá trị thẩm mỹ cao hơn. Cho nên lúc đó lễ hội thực sự tưng bừng, thật là sinh động, và đến với lễ hội là lòng người người ta càng thêm thanh thản và tính cố kết cộng đồng càng được nâng cao lên. Người ta giải tỏa những tâm trạng hàng ngày và lúc đó người ta chỉ lâng nâng như đi lễ hội và lúc nào cũng xem lễ hội như một sự giải tỏa toàn bộ cuộc sống tinh thần của mình.
Vừa rồi thì chúng tôi cũng có trong một cái thống kê sơ bộ đó thì cũng đã phân loại là chúng ta có lễ hội dân gian này, có lễ hội tín ngưỡng và những năm gần đây thì có cả những cái lễ hội mà được du nhập từ nước ngoài. Riêng về lễ hội dân gian, ông có thể phân tích cụ thể hơn một chút về những cái giá trị của đặc hình cái loại hình lễ hội này ạ? Lễ hội dân gian ấy, trước hết là về giá trị cộng đồng, vì tất cả lễ hội dân gian đều do cộng đồng đứng ra tổ chức vì mục đích của cộng đồng, cho nên từ người dân người ta rất phấn khởi. Từ cái khâu chuẩn bị các cái đạo cụ người ta làm từ trước Tết, cho đến chọn ai rước kiệu, chọn ai đứng ra đọc chúc văn, vân vân, thì tất cả đều là hãnh diện cả, đều là tự hào của dòng họ, của giáp, của thôn. Cho nên lễ hội là một dịp để mọi người đều được thăng hoa, là như vậy. Giá trị thứ hai, đấy là giá trị lịch sử. Như tôi vừa phân tích, nó dựng lại toàn bộ cái lịch sử của một chặng đường đã được thăng hoa lên, được lễ hội hóa lên, thì mang tính giáo dục rất cao. Và giá trị thứ ba nữa, đấy là chính là giá trị thẩm mỹ. Tất cả các lễ hội này đều được có giá trị thẩm mỹ rất cao, đều như được hoành tráng hơn, như như được đẹp hơn, như thăng hoa hơn. Hoặc là một giá trị nữa là giá trị giải tỏa, đến lễ hội là tâm trạng người dân được giải tỏa. Và rõ ràng là với những cái mục đích như vậy thì công tác tổ chức lễ hội luôn luôn rất được coi trọng, được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tuy nhiên là những năm gần đây thì cũng xảy ra cái tình trạng là công tác tổ chức lễ hội thì rơi vào tình trạng là tốn kém, thậm chí là đôi lúc là phô trương. Theo ông là tại sao lại có cái tình trạng này? Thường những năm gần đây thấy những cái hiện tượng lễ hội như thế thì ai cũng nghĩ rằng hay là tại chúng ta quản lý chưa tốt. Tôi thì tôi không phải nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là khi mà chuyển đổi cơ chế đang từ một xã hội nông nghiệp chuyển sang cơ chế thị trường thì lễ hội bị tác động rất nhiều. Trong đó có hai cái tác động nổi bật. Đấy là cơ chế thị trường ganh đua, và ai cũng nghĩ là kinh doanh du lịch, kinh doanh lễ hội và coi lễ hội là một sản phẩm, kinh doanh dịch vụ rồi chặt chém. Cái biểu hiện thứ hai đấy là sự toàn cầu hóa. Lễ hội nó có phát triển thành quy mô lớn. Lúc đó lễ hội không phải chỉ lễ hội của thôn làng nữa, mà lúc đó sẽ trở thành lễ hội vùng, trở thành điểm du lịch, trở thành cả một lễ hội rất lớn. Cho nên tất cả quy mô các lễ hội nổi tiếng đều phát triển mạnh ra. Mà đã phát triển mạnh ra như thế, trong khi cái sân đình cũ chỉ chứa được khoảng vài trăm người, thì bây giờ hàng nghìn, hàng vạn người. Thì lúc đó, ngay lúc đó thôi, vấn đề quản lý được đặt ra một bài toán rất khó, không phải là dễ giải đáp được. Vì thế mà muốn giải đáp thì cần có một giải pháp tổng thể, chứ không phải chỉ là một giải pháp đơn lẻ nào cả. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trải khắp đất nước thì mỗi tỉnh thành phố đều có những lễ hội khác nhau với hình thức tổ chức đa dạng phong phú, nhằm đem tới cho người dân cơ hội du xuân, vui chơi giải trí, đồng thời cũng là cơ hội để họ ôn lại về truyền thống lịch sử, những phong tục tập quán của quê hương mình. Tuy nhiên thì sự gia tăng cả về quy mô và số lượng đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý và tổ chức các lễ hội trong thời gian gần đây. Trong đó thì một vấn đề rất đáng lưu tâm là làm sao để người dân có thể vui đón lễ hội một cách văn minh, lịch sự mà vẫn bảo tồn được những giá trị hoang sơ, cảnh quan thiên nhiên vốn có của những di tích. Câu chuyện từ thắng cảnh Yên Tử cũng là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất của cả nước. Những ngày này, Yên Tử đang gấp rút chuẩn bị cho mùa lễ hội Xuân Bính Thân. Chính quyền, doanh nghiệp và nhà chùa cùng phối hợp để đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du khách đến chiêm bái Yên Tử và lễ Phật. Để đảm bảo cho du khách về tham quan chiêm bái và phát huy được cái giá trị lịch sử, bảo tồn và trùng tu khu di tích và danh thắng Yên Tử, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để người ta có một cái mùa lễ hội làm sao mà hô hởi, hoan hỉ. Lượng du khách về Yên Tử ngày một đông, đứng trước một cái đòi hỏi là phải thay đổi cái hệ thống dịch vụ và cái chất lượng dịch vụ để đáp ứng được cái nhu cầu của du khách, thì chúng tôi đầu tư các cái hạng mục mới, ví dụ như là cái khu bến xe dốc Hà Kiệu làm cái nơi để cho du khách ăn nghỉ, cũng như là làm cái bến xe quay đầu cho nó thuận lợi, và tiếp tục là đầu tư cái hệ thống nhà hàng dịch vụ đạt chuẩn để cho bà con ở Yên Tử kinh doanh. Cùng với thời gian, những công trình tại Yên Tử cũng đã xuống cấp. Nhằm bảo tồn, phát huy những di tích của Yên Tử, các cấp chính quyền và nhà chùa cũng đã có kế hoạch xây dựng, tôn tạo, tu bổ những di tích của Yên Tử trong thời gian tới. Chúng tôi phát triển cái trục tâm linh, thì bao gồm một giải từ trên chùa Đồng xuống Hoa Yên, xuống Giải Oan và thậm chí là sân khai hội ra tới cầu Kiệu và cung ngoài đó. Thì cái này là ban tôn tạo quản lý và xây dựng ở Yên Tử, chúng tôi sẽ làm chủ đầu tư.
trực tiếp là xây dựng về cái cung Phật, cung Trúc Lâm và vườn thiền, và chúng tôi sẽ làm bằng gỗ. Thì thời gian gần tới đây chúng tôi sẽ tiến hành đi vào để xây dựng, tôn tạo, xây dựng, tu bổ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ của Yên Tử. Đó là vấn đề đặt ra đối với các cấp chính quyền cũng như nhà chùa khi mà ngày càng nhiều du khách hướng về Yên Tử với vẻ đẹp hoang sơ tĩnh lặng vốn có. Việc lên đây khá khó khăn, nhưng lên đến nơi thì thật là tuyệt, được trải nghiệm trong không gian này, nó khác với những nơi ồn ào của đô thị. Tôi rất thích. Hôm nay cháu đi lên Yên Tử trong một không khí không phải là lễ hội, và cháu rất là vui khi được đắm mình trong không gian rất là tĩnh lặng và toát lên vẻ hoang sơ của Yên Tử. Lịch sử, hoang sơ và cổ kính, đó là những cái nét độc đáo của Yên Tử. Và khi mà du khách trở về đây ngày càng đông thì những thách thức cũng đã được đặt ra đối với các cấp chính quyền của tỉnh Quảng Ninh, làm thế nào để giữ gìn được những cái giá trị vốn có của cái vùng đất Yên Tử. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Hữu Sơn, câu chuyện mà chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự vừa rồi có lẽ không phải là của riêng ở Yên Tử mà rất phổ biến ở nhiều địa phương khác trên cả nước. Làm sao để mà du khách có thể đi lễ hội một cách thuận tiện nhất thì các di tích lịch sử đang được thay đổi, thậm chí đã được xây dựng thêm rất là nhiều. Nhưng mà làm thế nào để gìn giữ được những cái cảnh quan tự nhiên vốn có? Công tác ở Hội Văn nghệ Dân gian, ông chia sẻ như thế nào về câu chuyện này ạ? Đây là vấn đề mà cấp bách đặt ra tất cả các cái khu mà tổ chức lễ hội, đặc biệt những khu mà lễ hội càng lớn thì càng phải chú trọng vấn đề này. Nhưng mà muốn làm được trước hết ấy, thì quan trọng hàng đầu là chúng ta phải nhận thức rằng du lịch tâm linh cũng như để hành hương đến lễ hội là bao giờ cũng hướng về cái phát triển bền vững, phải coi cái phát triển bền vững là cái quan trọng, cái sự bền vững này là quan trọng, chứ không phải chỉ là lấy lợi ích trước mắt, lấy những cái lợi ích thu nhỏ ngay gần đấy được, mà nghĩ cả lâu dài, cả đời con cháu chúng ta cũng phải làm. Từ nhận thức như thế của cấp ủy thì mới truyền xuống người dân cũng thấy rằng ở đấy là lợi ích lâu dài nó đúng. Vì thế người ta mới yêu từng cái cây, ngọn cỏ, mái chùa, thậm chí cái ngọn gió rồi cái mây mù cũng trở thành một cái vẻ đẹp huyền ảo như vậy. Chúng ta phải nhớ được những điều như thế. Tất cả vì bền vững thì lúc đó mới thực thi được. Mà muốn về bền vững thì nó thể hiện ra ngay tại quy hoạch ra sao. Quy hoạch chúng ta đừng xâm phạm vào di tích đã đành, nhưng quy hoạch phải có cái tầm nhìn rộng, để những nơi ví dụ như bãi đỗ xe cũng phải rất rộng ra, chứ không phải chỉ đấy. Và chúng ta cũng phải cần đi những chuyến đường đi nó vòng vèo, nó có vẻ hoang sơ, chứ không phải nó oạch một cái thế là xe ù đến nơi được, thì nghe thế nó đơn giản quá đấy. Hoặc là các cái tuyến đường khác đến các cái di tích khác cũng thế. Ta bên cạnh cái hiện đại thì ta phải để cái khu mà cốt lõi của di tích phải nghiêm trang, phải giữ được vẻ đẹp của di tích. Vì thế mà trước khi quy hoạch, trước khi trùng tu cần phải xây dựng, mời các nhà khoa học đến để hội thảo, đưa ra định hướng, chứ đừng để các doanh nghiệp cứ tự làm theo ý của mình thì rất nhiều di tích đã bị phá hỏng. Và cũng nhằm mục đích là đảm bảo cho chất lượng của các lễ hội thì từ cuối năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra một phương án, đó là sẽ tiến hành chấm điểm công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Cá nhân ông thì ông đánh giá như thế nào về giải pháp này ạ? Cái giải pháp này mà muốn đánh giá được hiệu quả thì ta phải đợi cái mùa lễ hội này. Nhưng tôi thấy trước mắt đây là một cái cải tiến, như thế cũng là hay. Thế nhưng mà vẫn có cảm giác như hơi hình thức. Vì hay thì có là hay, thế nhưng nếu đánh giá bằng con mắt nào? Đấy. Nếu mà điều tra một con mắt ra sao? Nhưng nếu cũng là đánh giá như thế mà ta có một cái điều tra bằng xã hội học độ khoảng mấy nghìn phiếu, tôi nghĩ thì chắc là rất tốt. Nhưng quan trọng hơn vẫn là giải pháp tổng thể mà tôi muốn nói ở đây. Trước hết là phải nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cả người dân về cần phải bảo tồn di tích, bảo tồn các lễ hội, các giá trị gốc của lễ hội. Vì bây giờ rất nhiều đi du lịch tâm linh đến trải nghiệm lễ hội thì người ta chỉ đi cấp tập đến nơi và chả biết cái di tích đấy làm gì, lễ hội đấy ý nghĩa ra sao, không cần biết, vội khấn khấn, tranh nhau một tí, sau đó là về. Thế thì vội vội vàng vàng và cũng chả được chiêm ngưỡng, không hiểu được cái vẻ đẹp của lễ hội đó, không hiểu được cái đặc trưng lễ hội đó khác những lễ hội khác là gì, tính biểu tượng nó ra sao, ý nghĩa giáo dục như nào, tất cả những đấy cần phải có, thì chúng ta làm rất ít. Và có người nhận xét rằng đi lễ hội nào cũng giống lễ hội nào, và có lễ hội nào thiêng ấy thì bảo chắc người ta đến đấy trụ cốt thiêng xong rồi được thiêng thì ta về thôi. Thế thì tôi nghĩ như thế thì là cái cũng là một cái tác phong của cơ chế thị trường trục giật lấy ngay, mà chúng ta phải đi với tư cách của nhà trải nghiệm, đi với tư cách là thưởng thức những giá trị của cha ông để lại, đi với tư cách của nhà khám phá.
thì như thế nó mới hay hơn. Vì thế mà vai trò của giáo dục, vai trò của những người truyền cái ngọn lửa đấy, truyền ngọn lửa truyền thống đấy cho cộng đồng, và cộng đồng cũng giữ gìn cái ngọn lửa truyền thống đấy, thì mới thực sự được lễ hội mới phát huy được bản sắc của mình. Rõ ràng vấn đề ở đây nằm ở cả ý thức của người dân, người tham gia lễ hội nữa, đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà có lẽ là cũng không khó để có thể không thể trách và đặt toàn bộ trách nhiệm lên người dân được. Có lẽ là cái công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh hơn, đúng không ạ? Vâng. Cái này thì ta phải nhìn cho tổng thể, tức là vai trò của quản lý nhà nước đến đâu. Và nhà nước thì những cái phần dịch vụ nhà nước phải lo. Thế nhưng những cái phần mà nghi thức, nghi lễ thì nên để cho người dân. Vì người dân chủ động, ở đâu mà bàn cho cộng đồng làm tốt thì tôi thấy là lễ hội rất tốt. Ví dụ như lễ hội trong miền Nam, hoặc như lễ hội bà đền Bà Chúa Kho, hoặc những nơi khác. Thế nhưng nơi nào mà nhà nước cứ làm hết một phần của dân thì khó. Thế nhưng mà nơi nào mà chỉ trông chờ vào nhà nước cũng không được, cái gì cũng nhà nước làm thì lúc đó lễ hội không được. Mà nếu mà tất cả cái gì cũng chỉ dân không thì sẽ tự phát. Ai quản lý an toàn thực phẩm, ai bảo vệ an ninh đấy, và tất cả các dịch vụ giá cả như thế nào, đấy là bàn tay của nhà nước phải quản lý. Vâng. Có thể là cũng rất là nhiều vấn đề và đòi hỏi các bên phải cùng tham gia, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thưa quý vị, cùng với lễ hội Yên Tử thì các lễ hội như là lễ hội Bà Đen ở Tây Ninh, đền Trần và Phủ Giày ở Nam Định, chùa Bà ở Bình Dương hay đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh thì thường thu hút hàng triệu khách thập phương hành hương dự lễ hội hàng năm. Lễ hội trở thành chiếc cầu nối nơi người dân đến với lịch sử cha ông, trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn của những người đi trước và cầu mong những điều tốt lành. Đồng thời cũng là nơi để người dân được tham gia các cuộc thi tài, vui chơi, giải trí, ẩm thực hay là mua bán, tận hưởng ngày hội với không khí tưng bừng và náo nức. Phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của người dân khi đến với các lễ hội đầu xuân năm mới. Cần phải có ý thức. Mỗi một người đi lễ chùa đều phải có ý thức. Làm sao mà đi lễ chùa là phải có tâm, có đức thì có phải ý thức. Rất là những lúc mà đông đúc hoặc là những lúc mà mình ấy cũng phải đều có phải có ý thức con người ta, chứ không có phải là như đi chợ chẳng hạn, không nên ăn mặc hở hang quá, nên phải ăn mặc cho gọn gàng. Rác rưởi là phải cho vào thùng rác chứ không để vứt lung tung, vì đây là một thắng cảnh lễ hội chùa Hương là từ lâu đời đến nay, chứ không phải là bây giờ mới có, cho nên là cái đi mỗi một người đi đến đây là ai cũng phải có ý thức của mình. Tôi cũng như là mọi người đi lễ chùa thì luôn luôn phải có một cái ý thức là làm sao phải là tôn trọng là cái hướng dẫn của ban tổ chức, nội quy đề ra khi xuống thuyền, cũng như là gì là thứ tự là không chen lấn, không xô đẩy, tôn trọng nội quy trong bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, tạo nên cho một cái phong cảnh rất là đẹp và giữ gìn những cái bản sắc dân tộc. Em nghĩ là về việc đi lễ chùa, đầu tiên là mình phải từ tâm, thành tâm của mình. Và đặc biệt là cái về phần cái trang phục khi mà đi lễ chùa thì nên là ăn mặc rất là lịch sự, bởi vì em thấy là hiện nay là những cái bạn trẻ ấy thì thường ăn mặc rất là, người ta gọi là hơi thiếu vải một chút đấy. Thì đến cái lời tôn nghiêm thì mình không lên. Vào một cái lễ chùa ăn mặc gọi là chỉnh tề. Và thế vào lễ hội thì không được chen lấn. Ai cũng thế mới xếp hàng con lượt là vào chen lấn. Cái vấn đề thứ ba là cái vệ sinh môi trường, vào chúng ai cũng chỉnh tề chung tất cả thì mỗi người góp phần một chung một tí thành hội đã thành công tốt đẹp hơn. Đối với lễ hội chùa Hương thì giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh quan môi trường và tự viện được trang nghiêm thanh tịnh, đấy là điều quan trọng nhất. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn Phật tử và du khách là làm sao đến lễ hội chùa Hương là hãy thành tâm, trang nghiêm, văn minh và đặc biệt là giữ gìn được cái truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt. Du khách đi lễ hội chùa Hương, thứ nhất thì chúng ta tham gia vào cái công tác là đảm bảo trật tự. Đó là cái sự đi đò, gửi xe ô tô, xe máy hoặc là mua sắm hàng thì đều phải có cái sự thỏa thuận cho rõ ràng, tránh tình trạng là bị ép khách ép giá rồi thì mang cái tiếng là chặt chém trong cái mùa lễ hội. Vấn đề thứ hai là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và cái công tác là văn hóa ứng xử trong lễ hội du lịch, đặc biệt là lễ hội tâm linh.
thì du khách có những cái văn hóa ứng xử nói năng nhẹ nhàng với nhau, với du khách, với người dân, với những người phục vụ. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Hữu Sơn, người xưa thì vẫn có câu là tháng riêng là tháng ăn chơi. Và trong số những cái lễ hội trong một năm ở Việt Nam thì đa phần lại là thường được tổ chức sau Tết Nguyên đán. Vậy thì theo ông là chúng ta nên hiểu cái câu mà tháng riêng là tháng ăn chơi sao cho nó phù hợp với cả cái cuộc sống hiện đại ngày nay ạ? Thời xưa là nền nông kinh tế nông nghiệp cho nên tháng riêng thường là tháng nông nhàn, mọi người mới ăn chơi được. Còn bây giờ nếp sống đã thay đổi, toàn bộ các doanh nghiệp thì người ta muốn làm việc, toàn bộ thậm chí mùa vụ cũng thay đổi, cho nên đến khi mùa xuân cũng cần rất nhiều nhân lực để làm. Vì thế ta không thể ăn chơi được nữa. Thế nhưng mà lễ hội vẫn mở ra, và vì vậy mà chúng ta nên lựa chọn làm sao để đi lễ hội, chứ không phải là tất cả chỉ là mùa lễ hội thì lúc đó không thể có ai sản xuất được, thì chúng tôi nghĩ cũng được. Thế nhưng mà nếu mà ta gọi là có một biện pháp gì đấy ta cứng lên, ta cấm lễ hội hoặc hạn chế mở lễ hội, thì tôi thấy là những cái biện pháp đấy chưa được. Trong văn hóa, quản lý văn hóa, nhất là quản lý lễ hội là một lĩnh vực đặc thù, thì phải có cơ chế quản lý mềm. Kinh nghiệm thực tế, cứ bất cứ cái gì mà ta mệnh lệnh hành chính trong lễ hội đều không gặt hái được thành công. Bài học của chém lợn ở Hàng Nem Thượng là thế. Người ta không chém lợn công khai nữa, người ta đưa chém lợn trong. Vì thế mà ta phải tuyên truyền vận động, và quan trọng hơn là phải cơ chế quản lý mềm như thế. Quản lý mềm như thế thì nó thể hiện ở tất cả các cấp ủy, người dân vào cuộc và nhân dân cũng đồng lòng, tạo thành như trong chương trình đã phát ấy, như đồng chí Phó Tịch trả lời, là văn hóa ứng xử trong lễ hội. Và văn hóa ứng xử này trở thành một chế tài chung của từng điểm lễ hội, từng loại lễ hội sẽ ta có quy chế riêng, và lúc đó ta trở thành mới quy chế và tất cả ai cũng đi như vậy, thì tôi nghĩ rằng lúc đó sẽ làm tốt hơn. Tất nhiên là không thể cấm được việc tổ chức lễ hội, nhưng cũng có ý kiến cho rằng là trong số hàng ngàn những cái lễ hội trong một năm như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi những cái lễ hội không phù hợp. Ông nghĩ sao về điều này ạ? Tôi nghĩ là cái đấy hoàn toàn có thể được, nhưng nên để cho cộng đồng tự lựa chọn người ta bỏ. Vì người dân mình ấy, là rất thông minh, những cái gì thích ứng với cuộc sống bây giờ thì người ta để, còn những cái gì không thích ứng người ta cũng bỏ. Mà những cái lộn xộn nhất là chính là do cơ chế thị trường, chứ không phải trong lễ hội dân gian. Lễ hội dân gian không có chuyện như vậy. Cho nên khi mà người ta thấy là không thích ứng với cuộc sống bây giờ thì người dân cũng bỏ, như rất nhiều lễ hội người ta đã bỏ. Trong số các cái lễ hội thì những năm gần đây có rất nhiều lễ hội là được du nhập từ nước ngoài. Điều này thì cũng là tất yếu khi mà chúng ta hội nhập và chúng ta có sự giao thoa văn hóa. Vậy thì theo ông, đâu là những cái tích cực mà lễ hội du nhập từ nước ngoài mang lại, và chúng ta có cần lưu ý gì hay không đối với cả loại hình lễ hội này? Tôi thấy du nhập lễ hội nước ngoài là cái tất yếu và một cái nhu cầu nữa. Tất yếu là vì trong cái toàn cầu hóa này thì tất cả cái văn hóa là phải được chung của toàn cầu. Và nhu cầu là vì lớp trẻ cần có những hiểu biết như vậy thì phải đưa vào. Thế nhưng mà chúng ta phải làm sao cho lễ hội nước ngoài đó được Việt Nam hóa đi. Tức là đã được Việt hóa, các La Van cũng Việt hóa, các lễ hội kia cũng được Việt hóa. Tất nhiên ngay từ đầu mà muốn Việt hóa thì khó, lúc đầu thì không thể Việt hóa được, nhưng sau đó thì sẽ Việt hóa. Và bài học các La Van chúng ta tổ chức, chỉ có các La Van nào mà chúng ta được Việt hóa thì lúc đó mới tổ chức thành lễ hội hay. Còn lúc đầu chỉ là sao chép khiên cưỡng. Và cái bài học Việt hóa này là bài học chung cho khi tiếp nhận văn hóa. Vâng. Ông có thể phân tích cụ thể hơn, đó là ở đây cái sự Việt hóa nên được thể hiện qua những cái lĩnh vực nào? Tôi lấy ví dụ như là trong lễ hội của người Việt Nam mình thì cái lễ hội đường phố là ít có, vì chúng ta chưa phải là lễ hội đường phố. Và lễ hội đường phố thì thường lúc đầu ta cứ gọi là gần như diễu hành của đường phố mà không có giao lưu, vì người Việt ít quan tâm giao lưu. Thì bây giờ làm sao có những đội giao lưu, có những cái màn mà vui vẻ, nhào nộn tất cả các thứ, hoạt láo đi, vui vẻ như thế, thì giao lưu giữa nghệ sĩ với lại người dân càng sôi động lên, thì nó tạo thành không khí lễ hội. Cho nên lúc thời gian đầu chúng ta xây dựng mô hình này thì cứ người đi cứ đi, người xem cứ xem, không có sự giao lưu gì cả. Thì gần đây đã có bước đầu như thế. Nhưng mà tôi muốn Việt hóa nữa là cả những cái của ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ như các La Van của Hạ Long. Tại sao ta có rất nhiều cái mặt lạ của người Dao, rất nhiều cái màn hoạt áo của người Dao ta không chú ý, mà lại ta chỉ chú ý những cái lại nghệ thuật của người Dao, nó mang tính nó bình, nó bằng nặng trong các nghi lễ, mà lại không đưa ra được thành cái hội của người ta. Thế tức là người nghiên cứu cũng chưa nghiên cứu thật sâu cái này. Vâng. Vậy thì cũng nhân đây ông có thể phân tích thêm, đó là những cái lễ hội của Việt Nam
thì có cái điểm gì khác biệt hay là có một cái sự đặc trưng riêng gì so với rất nhiều những cái lễ hội khác trên thế giới ạ? Lễ hội ở Việt Nam so với các lễ hội trên thế giới thì về nhìn chung thì đều có cái bảng giá trị chung. Thế nhưng mà thường người Việt Nam là người kín đáo, ít sự giao lưu, cho nên cái màn hoạt áo thì là chưa sôi động. Ai đến xem lễ hội cứ chỉ là xem thôi, ít tham gia, trừ cái cộng đồng người dân đến tham gia, còn chung thì chưa tham gia. Nhưng gần đây mở cửa thì người tham gia rất ghê, và tham gia đôi khi là quá khích, ví dụ như những màn cướp vật thiêng vân vân thì đã quá khích đi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng người dân sẽ tích cực tham gia trong cái nghệ thuật, nhất là những màn trình diễn giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ sẽ diễn ra nổi bật hơn. Vâng, có thể nói thì lễ hội chính là sản phẩm của một nền văn hóa dân gian đa dạng, mà văn hóa thì vốn là có tính tiếp nối và không ngừng thay đổi. Vậy thì theo ông, chúng ta cần làm gì để có thể gìn giữ và phát huy hơn nữa những cái giá trị tốt đẹp của lễ hội ở Việt Nam nói riêng cũng như là văn hóa dân gian nói chung ạ? Trước hết thì chúng ta phải nghiên cứu để xem các cái giá trị đó và tuyên truyền, đưa cái ngọn lửa về thông điệp của lễ hội truyền cho tất cả công chúng đều biết như vậy. Và thứ hai, chúng ta xây dựng được cái quy chế thể chế hóa ra để người dân khi đi lễ hội có một cái ứng xử lễ hội. Và thứ ba, chúng ta cũng phải việt hóa và cập nhật thời cuộc hóa, chứ không phải chỉ lễ hội của ngày hôm nay mà lại giống hệt những lễ hội cách đây 2-3 nghìn năm, thì như thế không được. Đấy, tôi nghĩ được quan điểm như thế cũng hơi cực đoan. Vì vậy mà lễ hội có sự tái sáng tạo và lễ hội cũng cần phải được phát huy. Và nhưng tổng thể tất cả là phải vào cuộc của người, của chính quyền, của nhà khoa học, của cộng đồng người dân, của tất cả những ai tham gia lễ hội. Lúc đó lễ hội mới trở thành lễ hội văn hóa, nếp sống văn hóa trong lễ hội mới hình thành và phát triển được. Vâng, vâng. Rất cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Sơn với những thông tin và những cái phân tích rất là sâu sắc vừa rồi ạ. Vâng, xin cảm ơn ông. Cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, lễ hội đóng một vai trò quan trọng trong gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các bậc tổ tiên và các bậc anh hùng dân tộc. Lễ hội cũng góp phần bồi đắp thêm cho con người lòng nhân ái, trọng hiếu nghĩa của người Việt, và cũng là dịp để tôn vinh các phong tục tập quán, những nét đẹp văn hóa hay những nghề truyền thống. Gìn giữ văn hóa lễ hội là nhiệm vụ không chỉ của các nhà quản lý, các nhà tổ chức mà cần có trách nhiệm tham gia của mỗi một người dân. Các lễ hội hoàn toàn có thể trở thành những sản phẩm du lịch để thu hút du khách thập phương, giúp cho các địa phương phát triển kinh tế du lịch, xây dựng và phát huy nét văn hóa đặc trưng riêng có của từng vùng miền. Đến đây thì chương trình Việt Nam 7 ngày tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Trần Hữu Sơn đã tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.